2. Thích đi du lịch. A Nan, lại hành giả kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lừa, tính viên định phát minh. Trong tam ba địa, tâm thích dạo chơi, cho tư tưởng bay ra, tham cầu đi nhiều nơi. Giảng: A Nan, lại hành giả kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lừa. Trong cảnh giới rộng suốt vi diệu, có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả đang tu tập tam ba địa, không còn các tà lự nữa, phát minh an trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ba địa, tâm đã có những vọng tưởng thích vào chân, đó là ra khỏi đỉnh đầu và lang thang theo linh hồn, có nghĩa là linh hồn đi lãng du khắp mọi nơi. Nên tư tưởng phóng dọt ra tham cầu du lãng, cho tinh thần phóng dọt ra ngoài và mong muốn đi khắp nơi đâu đó để ngắm cảnh tiêu dao. Khi ấy, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, đem tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng kinh pháp. Giảng: khi thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, ma dương ở cõi trời lại trở nên ghen tức và chờ đợi sơ hở để gá vào, đem tinh thần nó gá vào người khác, nó lại cho tùy tùng thân tính gá vào người kia, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Nó đến để quấy nhiễu người tu, vì sao người tu lại bị ma gá vào? Đơn giản là vì ông ta tham cầu lãng du, mong ước được đi du lịch, đi lang thang đây đó. Ngay khi ông ta vừa móng niệm mong cầu lãng du, tức liền cung cấp cho thiên ma cơ hội thuận tiện để não loạn mình ngay. Ma không thể gá vào đâu được nếu như người tu đạo không khởi vọng tưởng tham cầu như vậy. Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự nói rằng mình đã được vô thượng bồ đề, mà đến nơi người mong cầu lãng du kia trải tòa ngồi thuyết pháp. Hình người giảng pháp thì không biến đổi, nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên những tòa sen báo, toàn thân hóa thành khối vàng tía chói sáng. Mỗi người đang nghe pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng mình đạt được chuyện chưa từng có. Giảng: người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự nói rằng mình đã được vô thượng bồ đề, tự tuyên bố mình đã đạt đến quả vị nhiệm màu của vô thượng niết bàn. Khi mà đến nơi, người mong cầu lãng du kia, đó là hành giả đã khởi vọng niệm mong muốn thần thức mình thoát ra khỏi đỉnh đầu rồi đi trong chơi đây đó. Ma trải tòa ngồi giảng pháp, tự thân hình người giảng pháp thì không biến đổi. Trong đoạn kinh văn tôi đã giảng trước thì thân thể của người bị gá vào biến thành tỷ khưu, tỷ khưu ni, đế thích, nữ cư sĩ hay vô số hình dạng khác. Nhưng trường hợp này thì thân người bị ma gá lại không biến đổi. Có nhiều loại ma khác nhau, và các ông không nên xem những sự tình tầm thường thành ra thiện pháp. Nếu chuyện đó xảy ra mà các ông không nhận thức chính xác thì ma sẽ gá vào ông ngay. Nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo, toàn thân hóa thành khối sắc vàng tía chói sáng. Tình linh mọi người thấy như mình đang ngồi trên tòa sen báo và toàn thân mình hóa thành khối sắc vàng tía chói ngời. Mọi người đang nghe giảng pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng mình đạt được việc chưa từng có. Hành giả ngu mê lầm cho đó là Bồ Tát, tâm quá dâm dật phá hủy luật nghi của Phật, lén làm chuyện tham dục. Giảng: hành giả ngu mê lầm cho người ấy là Bồ Tát. Không những người này mà tất cả những người đang nghe giảng pháp đều rất u mê, tâm họ trở nên nghi hoặc và nghĩ rằng ông ấy chắc hẳn là một vị Bồ Tát. Ông ta có thể làm cho mình ngồi trên tòa sen bằng bảy báo và biến thân mình thành khối sắc vàng tía chói ngời. Quý vị nên tự hỏi lại mình rằng, mình thực sự có ngồi trên tòa sen và tỏa chiếu sắc vàng tía được chăng? Làm sao mà quý vị với thân tướng phàm phu mà lại có trạng thái như thế? Phải chăng đây là thiên ma đến để mê hoặc? Tại sao một vị Bồ Tát lại hiển bày cảnh giới như vậy? Vị Bồ Tát ấy gá vào nơi quý vị để làm gì? Tâm quá dâm dật. Tâm của những người nghe nói giảng kinh pháp trở nên dao động, bắt đầu sinh khởi tâm dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Họ không còn giữ gìn giới luật của Phật chế nữa. Quý vị đều phải nhớ, sau khi quý vị thọ nhận giới pháp rồi thì chớ nên bị lừa dối bởi những cảnh giới mê hoặc này. Ngay cả khi vị pháp sư thi triển đại thần thông đi nữa thì quý vị cũng phải quán xét ông ta cẩn thận, xem ông ta có tâm tham cầu hay không.
Nếu ông ta tham tiền hoặc có tâm tham dục thì ông ta chẳng phải là người có tâm chân chính, ông ta là kẻ giả mạo. Còn nếu người ấy không còn tâm dâm dục tham lam, không có che giấu ý đồ bên trong thì ông ta là người chân chính. Nếu ông ta là người quỷ phá giới luật Phật chế thì đó là kẻ dối gạt. Lén lút làm chuyện dâm dục, nó phóng túng dâm loạn một cách lén lút. Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời, người đó chỗ đó chính là vị Phật ấy quá thân thị hiện. Hoặc nói người kia là Bồ Tát quá thân đến đây giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe vậy tâm sanh khát ngưỡng, tà kiến âm thầm lớn mạnh, chủng trí bị tiêu diệt. Giảng: người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời, miệng ma ưa nói chư Phật hiện thân nơi này nơi kia. Người bị ma gá ưa thích đi lang thang đây đó, rồi lợi dụng vào việc lãng du ấy nói về những chuyện quyền hoặc kỳ bí. Những chuyện nó nói quá ư là quyển hoặc, khiến người ta khó tin. Anh ta nói: nay chư Phật đã ứng hiện thân ở thế gian để cứu độ chúng sanh. Anh ta nói người đó chỗ đó chính là vị Phật ấy quá thân thị hiện. Vị Phật ấy đã ứng hiện thân ra đời nơi người ấy ở tại chỗ ấy. Nó nói ông ấy chính là Đức Phật như vậy đã quá thân đến nơi ấy để cứu độ muôn loài. Hoặc nói người kia chính là Bồ Tát quá thân đến đây để giáo hóa nhân gian. Thí như có người đệ tử của tôi tên Cát Lợi kể lại rằng, đệ tử Samalautát bảo rằng thầy mình Samalautát là một vị Bồ Tát thật là lố bịch. Đó là loại Bồ Tát gì? Bồ Tát ma chăng? Họ chỉ được lừa dối người. Tôi sẽ nói cho quý vị rõ, một Đức Phật hay một vị Bồ Tát không bao giờ nhận mình là Phật hay Bồ Tát, lại càng không bao giờ để đệ tử mình đi quảng cáo mình. Thầy tôi là Bồ Tát, quý vị đừng bao giờ nói về thầy của quý vị như vậy cả. Tại sao quý vị lại đi nói rằng thầy của mình là Phật? Quý vị có bao giờ được nói về tôi như vậy? Chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị rằng tôi là con ma hay sao? Chỉ nên nói về thầy của quý vị là một con ma. Tôi không muốn được gọi là Phật hay Bồ Tát. Thật đáng thương xót cho những người này. Ở đây họ lại nói rằng đây là một vị Bồ Tát hiện thân đến để giáo hóa chúng sanh trong thời mạt pháp. Người tu hành thấy vậy tâm sanh khát ngưỡng, vì những người ấy có hiểu biết còn non nớt, không thực hiểu về Phật pháp. Họ nghĩ rằng: ồ, ông ta là một vị Bồ Tát, hay quá, hãy nhanh chóng đến nghe ông ta giảng pháp và xin làm đệ tử. Ví như ngày hôm qua có vài người đến nghe trộm pháp, tôi hỏi ai là thầy của họ, họ trả lời người ấy. Đó là một trường hợp liên quan đến điều đang nói. Tâm họ ngập tràn sự khát ngưỡng hâm mộ, ta nên lại xin vị Bồ Tát ấy làm thầy và xin thân cận học hỏi pháp Bồ Tát nơi thầy. Vì ông ta là Bồ Tát nên tất nhiên những đệ tử học pháp với ông ta cũng thành Bồ Tát, như một kết quả tất yếu. Tà kiến âm thầm lớn mạnh, dần dần tà kiến trở nên dày cộm hơn và chủng trí bị tiêu hủy. Chủng trí của Phật và các loại trí tuệ đều bị tiêu hủy. Hạt giống của trí tuệ bị tiêu diệt rồi, thật là nguy hiểm. Đây là loại bạc quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Đến khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Giảng: đây là loại bạc quỷ, tuổi già thành ma. Bất kỳ nơi đâu mà loại bạc quỷ này đến, nơi đó không có mưa, hạn hán kéo dài ít nhất 6 tháng, và có khi kéo dài đến 1, 2 hoặc 5 năm. Hễ loại ma này đến nơi nào, nơi đó sẽ không có mưa. Khi còn trẻ nhỏ, nó được gọi là ma. Khi đã nhiều tuổi, nó càng trở nên độc ác, đểu giả, nên nó biến thành quỷ. Có câu ngạn ngữ của cổ nhân như sau: lão nhi bất tử thì di tặc, nghĩa là già mà không chết là kẻ tinh quái. Lại càng tinh quái hơn đối với loài quỷ. Nếu ma già mà không chết, nó trở thành quỷ. Nó quấy rối người tu hành đến khi đã nhàm chán. Sau khi nó chơi trò lừa bị một thời gian dài, ma trở nên chán việc ấy, không có gì thú vị nữa, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều rơi vào lưới pháp luật. Cả hai đều bị bắt và bị bỏ tù, có thể bị xử tử hình hoặc án tù chung thân. Đời sống như thể đang ở địa ngục. Các ông nên biết trước thì khỏi bị luân hồi.
nếu ông mê lầm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Giảng: các ông nên biết trước thì khỏi bị luân hồi trong vòng của ma dương, không bị làm quyến thuộc của ma dương. Nếu ông mê lầm không biết, nếu ông không nhận ra những việc làm của ma dương, thì ông sẽ theo ma dương rơi vào địa ngục vô gián. Ha ha ha, 问三摩地所